Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Dự kiến 4 cảng hàng không bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Cục Hàng không Việt Nam thông tin các cảng hàng không dự kiến trong khu vực ảnh hưởng bởi bão số 3, bão Yagi gồm cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng hàng không Thọ Xuân. Đối với cảng hàng không Vinh và cảng hàng không Điện Biên, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo mưa, dông và sẵn sàng ứng phó khi bão có diễn biến bất thường. Để chủ động ứng phó với bão số 3 nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Đối với Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, VAM, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VAM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác bảo đảm chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực, trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng. Đối với các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường phối hợp theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hoạt động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai. Ngoài ra, các đơn vị cần triển khai phương án phòng chống mưa bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách, đặc biệt lưu ý tại các cảng hàng không bị ảnh hưởng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không giám sát triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan, bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống. Bão số 3 mạnh lên cấp 15, chuẩn bị thành siêu bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Với vị trí này, tâm bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 550 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167-183 km/h, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Như vậy, so với thời điểm bão mới vào Biển Đông, sau 48 giờ, bão đã mạnh thêm 8 cấp. Dự báo trong 24 giờ tới sẽ là thời điểm mạnh nhất của cơn bão số 3. Bão tiếp tục mạnh lên thành siêu bão với cấp 16, giật trên cấp 17, tiến gần vào đảo Hải Nam Trung Quốc. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Bắc, kinh tuyến 111,5 độ Đông đến 119,5 độ Đông. Rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sau khi đi vào đảo Hải Nam Trung Quốc, gặp địa hình cản trở, siêu bão số 3 giảm cấp. Khoảng đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7 tháng 9, bão số 3 đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ giảm còn cấp 13, cấp 14, giật cấp 17. Dù giảm cấp nhưng bão vẫn còn rất mạnh. Chiều 4 tháng 9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời điểm bão xuống vịnh Bắc Bộ. Gặp vùng nước biển ấm, bão có khả năng tổ chức lại và sẽ tăng cấp trở lại so với thời điểm bão ở trên đảo Hải Nam. Tuy nhiên, từ vùng biển vịnh Bắc Bộ đến đất liền Bắc Bộ, có khoảng cách ngắn, bão di chuyển nhanh nên khả năng mạnh lên không nhiều. Khả năng bão vào vịnh Bắc Bộ rất cao, đến 70-80%. Khả năng bão đi lên bán đảo Lôi Châu, sau đó vào đất liền Trung Quốc, không vào vịnh Bắc Bộ, chỉ chiếm 30%, ông Lâm nói. Dự báo sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền Bắc Bộ và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, trên khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến cấp 13,
vùng gần tâm bão đi qua cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7 đến 9 mét, vùng gần tâm bão 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Bão số 3 được dự báo là cơn bão mạnh nhất đi vào Vịnh Bắc Bộ trong 10 năm trở lại đây. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tên quốc tế là Yagi, chiều 4 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã tổ chức cuộc họp, chia sẻ thông tin với báo chí về tình hình cơn bão này. Nhiều nhận định và dự báo về cơn bão đã được các chuyên gia đưa ra chi tiết cụ thể. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bão số 3 đã mạnh lên cấp 12-13, tăng lên 4 đến 5 cấp so với thông tin ban đầu về bão. Quỹ đạo và xu hướng tăng cấp của bão vẫn giữ nguyên so với các bản tin trước đó của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Khoảng chiều 6 tháng 9, bão số 3 đạt cấp 15-16, gần khu vực phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó, do ma sát tiếp xúc với đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, nên bão sẽ suy yếu trước khi vào Vịnh Bắc Bộ. Khả năng bão số 3 vào Vịnh Bắc Bộ là rất cao, khoảng 70-80%. Đánh giá nguyên nhân trong 24 giờ qua bão số 3 liên tục tăng cấp. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, điều kiện môi trường ở khu vực Bắc Biển Đông đang thuận lợi cho quá trình phát triển bão, với nền nhiệt cao 31 độ C duy trì nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, khu vực này trong thời gian dài chưa xuất hiện bão, nên năng lượng tích tụ, độ ẩm, hoàn lưu khí quyển và khí áp dòng dẫn liên tục tăng cấp. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, thời tiết oi nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không phải là điều kiện thuận lợi cho phát triển bão, nhưng lại gây nguy cơ dông lốc trước bão. Dự báo chiều 6 tháng 9, khi bão cách đất liền 400-500 km, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ có mưa dông kèm lốc sét tập trung ở Đông Bắc Bộ. Về diễn biến cơn bão, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, khoảng đêm 6 ngày 7 tháng 9, bão sẽ đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ gió cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là 5 tỉnh thành phố được dự báo chịu tác động mạnh nhất của bão. Gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 9, cấp 11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to, nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Bão số 3 được nhận định có thể đạt cấp 15, giật cấp 17, tức là cấp siêu bão trên khu vực Biển Đông. Khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão đã đi qua đảo Hải Nam và phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, nên đã giảm cấp và không còn là siêu bão. Bão số 3 có thể được coi là cơn bão mạnh nhất đi vào Vịnh Bắc Bộ trong 10 năm trở lại đây. Cường độ và quỹ đạo có thể tương đương với cơn bão năm 2014 và 2016. Các đài khí tượng quốc tế đều có chung nhận định với cơ quan khí tượng Việt Nam về quỹ đạo và xu hướng của bão số 3, về cường độ phổ biến từ cấp 15 đến cấp 17. Từ nay đến cuối năm, tình hình mưa bão sẽ đạt cao điểm vào tháng 10. Trong tháng 9, tập trung ở các tỉnh phía Bắc. Đến tháng 10, tháng 11, mưa bão tập trung vào miền Trung, đặc biệt là khu vực Trung Trung Bộ. Còn theo ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 3, sóng biển khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh ở mức cao từ 5 đến 7 mét, khu vực gần tâm bão từ 7 đến 10 mét. Nếu bão tăng lên cấp 15-16, có thể cao từ 10 đến 12 mét, gây nguy hiểm với tàu thuyền, kể cả với các tàu đã vào khu neo đậu nhưng không thực hiện những biện pháp tránh trú an toàn, triệt để. Về những tác động của bão số 3 tới thủ đô Hà Nội, ông Đinh Hữu Dương cho biết, dự kiến ngày 7 tháng 9, thủ đô Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão. Đêm ngày 6 đến sáng ngày 7 tháng 9, khu vực này có gió cấp 5, cấp 7, mạnh nhất ở cấp 7 đến cấp 9. Ngày 6 tháng 9, thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh trước bão, xảy ra bất chợt trong ngày, đề phòng tình trạng bật đổ cây, lốc sét. Bên cạnh đó, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây tình trạng quá tải hệ thống thoát nước khu vực nội thành, gây ngập lụt đô thị và các vùng trũng thấp. Các hệ thống sông Tích, Cà Lồ, Bùi có đợt lũ cao từ 1 đến 3 mét, xuất hiện trở lại các vùng ngập lụt trong nhiều ngày tại các xã thuộc huyện Chương Mỹ.
Chiều 4 tháng 9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời điểm bão xuống vịnh Bắc Bộ, gặp vùng nước biển ấm, bão có khả năng tổ chức lại và sẽ tăng cấp trở lại so với thời điểm bão ở trên đảo Hải Nam. Tuy nhiên, từ vùng biển vịnh Bắc Bộ đến đất liền Bắc Bộ, có khoảng cách ngắn, bão di chuyển nhanh nên khả năng mạnh lên không nhiều. Khả năng bão vào vịnh Bắc Bộ rất cao, đến 70-80%. Khả năng bão đi lên bán đảo Lôi Châu sau đó vào đất liền Trung Quốc, không vào vịnh Bắc Bộ chỉ chiếm 30%, ông Lâm nói. Dự báo sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền Bắc Bộ và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, trên khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến cấp 13. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 10 đến cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!